Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin được ưu đãi nhưng thua lỗ để moi tiền, chiêu bài của EVN và cách quản lý tệ hại của Đảng Cộng sản. Được đồng quyền mua bán điện được nhà nước bảo đảm cho một mình một chợ trên thị trường năng lượng điện, nhưng Tổng Công ty Điện lực Việt Nam EVN lại than lỗ, và khoản lỗ đã lên đến gần 100.000 tỷ đồng, tức là khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng nói là sau khi EVN báo lỗ thì sự việc được đưa ra trước nghị trường để mổ xẻ, la lên hay không, bù lỗ, và không ai yêu cầu phải thanh tra, phải kiểm toán độc lập xem công ty này có tiêu cực gì hay không ở phía sau. Càng được nuông chiều, EVN càng đòi hỏi rất nhiều và càng lỗ. Có một điều là các doanh nghiệp nhà nước chỉ bị thanh tra chính phủ hoặc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, chứ không bị điều tra. Thanh tra chính phủ là đơn vị dễ mua chuộc, bởi như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng, thì đủ biết rằng cơ quan thanh tra của chính phủ nó đã như thế nào rồi. Lâu nay, cơ quan này vẫn rất tai tiếng về vấn đề tham nhũng và những người đứng đầu cơ quan này thường rất giàu có. Còn Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì chỉ kiểm tra qua quản lý về mặt đảng, họ không có đủ khả năng để kiểm tra vấn đề tài chính, doanh nghiệp. Và lại là cơ quan đảng hay cơ quan nhà nước thì cũng đều là những cơ quan không sạch sẽ gì. Tất cả đều có thể mua. Không có kiểm toán độc lập thì việc biển thủ tiền nhà nước rất khó bị phát hiện. Như vậy, nếu chính phủ mà đồng ý cho EVN nâng giá điện lên thì rất có thể doanh nghiệp này lại moi tiền ngân sách rồi rót vào túi riêng của lãnh đạo doanh nghiệp bằng nhiều cách khác nhau. Từ dối trá sẽ lòi ra bất cập. Cứ như là quy luật tất yếu vậy, doanh nghiệp nhà nước thì làm ăn yếu kém, thua lỗ, nhưng quan chức quản lý doanh nghiệp lại giàu lên trông thấy. Như một thói quen, sau khi Điện lực Việt Nam tăng giá bất thường, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, ông Dương Quang Thành, trở thành tâm điểm gây chú ý của dư luận cả nước. Trước đây, hai người con trai của ông Thành đã du học ở Mỹ với chi phí rất cao mỗi năm, có thể lên đến hàng trăm ngàn US đô la mỗi năm. Hiện nay, con trai ông Thành được cơ cấu vào công ty điện lực Việt Nam để chuẩn bị giành miếng bánh béo bở mà cha cậu ta đã từng hưởng. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thứ thể chế kinh tế lai căng, tự do không ra tự do, bao cấp không ra bao cấp. Nó loại hình kinh tế méo mó, chỗ thì siết chặt vào, chỗ thì phình to quá rộng. Hiện nay, doanh nghiệp ngoài quốc danh không có thân hữu với chính quyền đang gặp trăm bề khó khăn, mà đặc biệt là vấn đề vốn. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước được hưởng đủ thứ ưu đãi nhưng vẫn than lỗ triền miên. Theo thông tin, những người trong cuộc cho biết phải than lỗ để đòi hỏi cơ chế, đòi hỏi chính sách ưu đãi riêng. Và những quy luật bất thành văn hầu như đã đòi thì phải được. Để tránh những dị nghị của dư luận xã hội thì vấn đề cũng được đưa lên báo và được đưa ra trước nghị trường để bàn tán xôn xao. Đấy chính là cách để tạo ra sự minh bạch giả tạo. Thực chất là chính phủ đã quyết trước khi vấn đề được đưa ra công khai rồi. Định hướng xã hội chủ nghĩa được xem là một cái đuôi này nuôi cả bộ máy chính quyền, giúp quan chức có thể làm giàu từ những đồng lương chết đói nhất. Điều đó dẫn tới những việc quan chức có nhà, có xe, có của chìm, của nổi, có tiền cho con đi du học Âu Mỹ, mua tài sản ở nước ngoài rất tốn kém. Đào than lên để bán thôi cũng kêu lỗ. Từ trong bộ máy nhà nước cho đến những bộ máy doanh nghiệp nhà nước, dường như nó có chung một cách thức, đó là bòn rút tiền của dân. Như Vietnam Airlines, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Vinacomin, v.v. đều là những doanh nghiệp biết cách thua lỗ. Đến than chỉ có đảo lên bán mà cũng lỗ, dầu thô chỉ cần hút lên bán mà cũng lỗ. Với một cơ chế không công bằng như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bóp chết những doanh nghiệp Việt Nam để nhường sân chơi cho khối FDI. Những năm gần đây, vai trò của doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp ngoài quốc doanh yếu dần và nền kinh tế dần phụ thuộc vào khối ngoại FDI. Đấy là cách quản lý tệ hại của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin được ưu đãi nhưng thua lỗ để moi tiền, chiêu bài của EVN và cách quản lý
tệ hại của Đảng Cộng sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hậu từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hết thời, tìm đường khác kiếm cơm. Kiếm tiền, kiếm danh là mục đích của bất kỳ người nào thuộc giới showbiz trên thế giới. Khác chăng là cách tìm kiếm khác nhau. Ở showbiz tại Việt Nam không hẳn là nghệ sĩ nào cũng xấu. Tuy nhiên, nghệ sĩ chân chính thì quá ít, làm cho người ta không thấy họ nổi lên, mà chìm nghỉm trong một giới showbiz đầy rẫy thị phi. Ở nước ngoài không phải nghệ sĩ nào cũng có đạo đức, tuy nhiên, những tài tử tử tế thì đầy ra đó. Ở đâu cũng có kẻ tốt, người xấu, nhưng khác nhau ở tỷ lệ 99% là tốt cộng 1% là xấu, không thể đánh đồng với 99% xấu và có 1% tốt. Trong nguy nan, khốn khổ của người dân, lắm nghệ sĩ lại tìm thấy cơ hội để kiếm rất nhiều tiền. Nhìn lại từ thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam trở xuống thì rõ ràng chính quyền nào thì xã hội đó. Ở Việt Nam, chính quyền Cộng sản sản sinh ra những tên quan tham, ăn của dân không chừa một thứ gì. Thì làm sao chính quyền này tạo ra một xã hội tốt đẹp cho được? Cho nên xã hội Việt Nam mới đầy rẫy trộm cướp, gian tham, lừa lọc nhau mà sống. Thế giới showbiz Việt Nam cũng là một xã hội Việt Nam thu nhỏ. Xã hội Việt Nam trộm cướp, gian và tham, có môi trường tốt để phát triển đại trà, thì trong giới showbiz Việt Nam cũng như vậy. Nghệ sĩ ganh nhau và choảng nhau bằng những chiêu trò bẩn, nhưng lên mặt báo thì vẫn cứ nói lời đạo đức. Cũng giống như chế độ Cộng sản, giới nghệ sĩ Việt Nam nhìn ra trong nguy có cơ. Nghĩa là trong cái nguy hiểm của người dân khốn khổ, họ thấy cơ hội kiếm tiền. Nếu nói toàn bộ máy chính quyền Cộng sản thấy trong cơn khốn cùng của người dân bị dịch Covid có cơ hội kiếm tiền và từ đó mới có vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu, thì nghệ sĩ cũng thấy trong thảm họa lũ lụt cơ hội kiếm tiền lớn cho họ. Không hiểu sao từ khi bị bà Nguyễn Phương Hằng tố về vấn đề từ thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vẫn nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhận của nhà hảo tâm tới 16 tỷ đồng nhưng không làm từ thiện một đồng nào. Và cho tới nay xem như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lơ luôn hành động có dấu hiệu lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông nghệ sĩ hài này. Không chỉ có Hoài Linh. Nghệ sĩ Hoài Linh nổi danh từ hải ngoại, anh ta về Việt Nam sinh sống và kiếm rất nhiều tiền. Anh ta được chính quyền Cộng sản trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghĩa là họ công nhận anh ta có ích cho chính quyền. Có người cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh và Cộng sản có cùng một tần số. Cộng sản là nước và Hoài Linh là cá, nên Hoài Linh mới bám trụ lâu với Cộng sản đến như vậy. Cũng may là xã hội Việt Nam dù bị nhuộm bẩn bởi chế độ Cộng sản nhưng mầm tốt vẫn còn. Trước hành động quên phát thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, rất nhiều người cũng đã quay lưng với những show diễn của nghệ sĩ này và từ đó danh tiếng của Hoài Linh chìm dần cho tới ngày hôm nay. Mới đây Hoài Linh đang chọn rẽ theo hướng làm nghề đạo diễn. Ngày này có thể phát huy những tố chất vốn có của anh ta và tránh xuất hiện trước công chúng. Có người nhận xét vui rằng Hoài Linh đang muốn nấp sau cánh gà sân khấu để né những loạt đạn tẩy chay của khán giả. Hậu từ thiện, Hoài Linh tìm ngả rẽ. Trong khi trên thế giới, nghệ sĩ có đời sống ngoài sân khấu rất đáng ngưỡng mộ, thì Việt Nam nhiều nghệ sĩ làm bẩn môi trường giải trí bằng những trò đấu nhau trên mạng xã hội như một cái chợ vậy. Không những họ đấu khẩu với nhau mà họ còn có hành động thiếu đạo đức khác. Showbiz đã bị bàn tay chế độ thọc vào nên đã vô cùng méo mó, tài năng thực sự và lối sống đạo đức mẫu mực không có đất. Thay vào đó là những nghệ sĩ bất tài tạo sự nổi danh bằng những trò lố lăng thì lại nhàn nhạt. Nếu nói chế độ xã hội nào thì cũng có thể khẳng định chế độ nào thì showbiz như thế, không thể khác được,
không thể dưới bàn tay điều hành của Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch Việt Nam lại có một môi trường showbiz trong sạch cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hậu Từ Thiện, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh hết thời, tìm đường khác kiếm cơm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de